Em cũng là bạn của anh nên em có thể lấp đầy tất cả cái sự trống đó, không cần một ai cả nữa. Kể cả kiếp này mình không lấy người này thì em cũng không lấy ai nữa. Em cảm thấy nhiều khi người Việt Nam không thích người Trung Quốc lắm. Như Su là có thể là theo người ấy về Việt Nam, còn như em là không về Lào vì người ấy. Còn chị thì là người ấy về Việt Nam vì chị. Thì bắt người ấy về theo chị. Xin chào các bạn, chúng mình là hàng xóm Tây. Mình là Lily đến từ Nga. Mình là Hạnh Phúc đến từ Lào. Mình là Su đến từ Trung Quốc. Và hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ câu chuyện tình yêu của bọn mình theo chủ đề Theo người ấy về Việt Nam. Bạn giới thiệu một chút về người ấy của bạn đi. Ai muốn giới thiệu trước? Chị trước. Ok, chị trước. Chồng của mình thì là người Việt Nam, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Belarus. Hiện tại thì mới về được Việt Nam có 2 năm thôi. Rất là buồn cười ở chỗ là anh ấy thì nói tiếng Việt kém hơn chị. Và bây giờ chị phải dạy tiếng Việt cho anh ấy. Chồng mình là người Việt, mình gặp nhau ở nước ngoài lúc du học. Thì sau đó mình yêu nhau tầm 7 năm rồi. 7 năm á? 7 năm. Ôi lâu phết nhỉ. Xong rồi em vừa mới đi theo người ấy về Việt Nam. Bọn em vừa mới lấy nhau thôi ạ. Chuyện của mình thì hơi khác với hai bạn một chút. Tức là Lily với Su thì lại gặp ở nước ngoài. Còn với mình thì là từ nước của mình đến và gặp ở Việt Nam. Vợ của mình là người trong thành phố Đà Lạt và cũng ra Hà Nội học. Gặp nhau ở trong trường đại học. Mình với cả chồng mình thì gặp nhau ở Moscow. Hồi đấy thì mình vẫn còn đang làm hướng dẫn viên du lịch và mình dẫn đoàn du lịch của mình sang Nga. Và lúc đó chồng mình đang làm việc quản lý trong một cái nhà hàng tại thành phố Moscow. Thế là mình dẫn khách du lịch vào đấy, thế là anh ấy làm quen. Bạn với cả người ấy của các bạn thì giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ gì? Bình thường là sẽ là giao tiếp bằng tiếng Nga. Khi mà nói tiếng Nga thì cảm thấy người đấy rất là thân quen. Còn khi mà anh ấy nói tiếng Việt mình cảm thấy người đấy rất là lạ và không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Mình thì nói chuyện với chồng bằng tiếng Anh thì dần dần sẽ thêm một chút tiếng Việt nữa. Tại vì em bắt đầu nói được tiếng Việt thì cũng muốn tập thêm ở nhà, thì em cũng rất muốn chồng mình có thể học được tiếng Trung nữa, thì mình có thể giao tiếp tiếng Trung ở nhà nữa. Đầu tiên ấy, là mình nói bằng tiếng Việt, tuy nhiên lúc đấy thì tiếng Việt cũng đang chưa giỏi lắm, thì mình nói chuyện bằng tiếng Thái. Vợ mình thì học khoa ngôn ngữ Anh nhưng mà học thêm tiếng Thái ở ngoài nên là tiếng Thái cũng khá giống tiếng Lào. Nhưng bây giờ mình cũng đang dần dần 50% đang nói tiếng Lào với vợ và 50% đang nói tiếng Việt. Trước khi mà các bạn gặp người ấy đi thì các bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ kết hôn với một người nước ngoài không? Em phải chia sẻ thật là em không có ý định gì là lấy người Việt Nam. Bởi vì là đầu tiên là em sang đây học là em học ở học viện ngoại giao. Và ước mơ của em là đi về làm nhà ngoại giao. Nên là ban đầu mình chỉ bảo yêu chơi bời thôi. Sang Việt Nam học thì kiểu có người yêu cho nó vui. Đối với mình thì là ngày xưa thì mình nghĩ là người nước nào mình cũng sẽ có thể lấy được, không quan trọng về quốc tịch một tí nào. Lúc đầu thì em cũng chưa, mình cũng chưa biết sẽ lấy chồng Việt Nam. Tại vì mình lúc mà bọn em gặp nhau thì vẫn trẻ, có mấy tuổi. Dần dần mình yêu nhau càng ngày càng lâu thì mình thấy ông ý là người đáng tin được. Ông ý đấy. Ông xã sẽ là người có thể ở cùng với nhau forever thì em sẽ quyết định theo ông ý về Việt Nam. Đôi khi là hạnh phúc cũng không phải là nghề nghiệp hay là không phải là cái thứ bên ngoài mà là người ở bên cạnh mình. Lúc đầu mình cũng hỏi anh ấy là thế lúc đầu suy nghĩ của anh là gì về Việt Nam. Tại vì anh ấy thực ra là chỉ sang Việt Nam một lần thôi, một lần sang chơi. Anh nghĩ là sẽ là một cái thành phố kiểu cũng kiểu như kiểu ở quê ấy. Điều kiện sinh sống ở Việt Nam sẽ không được tốt lắm. Ở Việt Nam là không thế. Tốt như ở bên kia. Đúng rồi, không tốt như ở bên kia. Anh kể với chị là anh ấy cảm thấy là kiểu rất là có tình cảm đối với chị nên là anh ấy chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả nếu mà sang Việt Nam mà sinh sống không được tốt lắm như anh ấy tưởng tượng. Và cuối cùng anh ấy sang thì mọi thứ hoàn toàn khác so với anh ấy tưởng tượng. Thì lúc đầu em đi Việt Nam thì cũng hơi lo lắng về cuộc sống ở đây, tại vì em cảm thấy nhiều khi người Việt Nam không thích người Trung Quốc lắm. Nhưng mà đến đây bây giờ em thấy nếu mà em nói được tiếng Việt với lại giao tiếp được với người Việt Nam thì người ta cũng sẽ dần dần kiểu accept người Trung Quốc để giao lưu văn hóa. Ngày xưa người Việt Nam đối với người Lào á, cũng như người Lào đối với Việt, người Việt Nam suy nghĩ về người Lào thôi, người Lào sẽ đen này, xó Lào nóng các thứ này, nó cũng như thế. Bây giờ em sẽ nói kiểu khác nhé, em sẽ nói nhẹ nhàng hơn. Cái đấy là em đang nói là ban đầu á, như ví dụ em lấy vợ nhá, người khác họ sẽ nói là mày lấy vợ Việt Nam làm gì, các thứ đấy. Nhưng mà cảm thấy rất là tức, nên là bây giờ em đang muốn nói thế thôi, có được không? Được, không sao. Được, cứ nói đi. Tức là bởi vì là lúc trước khi em lấy vợ này,
rất nhiều người lấy vợ Việt Nam thì làm gì, cắt bằng tân bằng chân bằng tay, bởi vì ở bên Lào cắt bằng chân bằng tay không có người Lào nào làm. Anh đang muốn nói thôi, cuối cùng em sẽ nói tốt về phần sau, là em nói trước được chưa? Người Lào nhé, thường họ thường thường nói là với vợ Việt Nam hay bắt nạt đó, em nói sư tử Hà Đông ấy. Nhưng cho đến bây giờ em chưa thấy em bị bắt nạt lần nào cả, và em cảm thấy là cái tưởng tượng đấy thì em nghĩ là nó không đúng lắm. Khi mà hai bạn quyết định kết hôn thì tại sao các bạn lại chọn Việt Nam mà không phải đất nước kia? Của mình là do chồng mình thích Việt Nam, yêu nước quá thì muốn ở Việt Nam, thì em quyết định sẽ đi theo. Bởi vì vợ mình nói là em có thể đi theo anh hết tất cả bất cứ nơi nào, em đi về Lào hay em đi về quê nhà anh ở Lào, ở không phải thành phố lớn, ở đâu em cũng đi theo anh hết. Vì mình nghe cái câu đấy nên mình cảm giác không, mình không nên như thế. Thì mình hỏi lại vợ là thế em thích ở đâu, thì em vẫn muốn ở Việt Nam vì em muốn ở gần mẹ, nên là mình quyết định là ok, anh sẽ tạo điều kiện cho em là ok em ở Việt Nam, đất nước của em, nhưng mà mình có thể là sinh sống làm việc với nhau ở Hà Nội được không? Bởi vì là ở Việt Nam thì em khá là thích, cho nên là cũng vì chiều vợ mình là mình vợ ông muốn ở đây, và cũng vì mình thích nữa, mình muốn ở đây luôn để mình lập nghiệp. Kể cả trước khi gặp anh Sơn thì ngay từ đầu chị đã quyết định là chị sẽ ở Việt Nam, bởi vì một lý do rất là đơn giản là mẹ chị là con một trong gia đình, và mẹ chị bây giờ chỉ có một mình thôi. Chị không muốn đi sang nước ngoài để bỏ lại mẹ một mình ở đây mà không có ai cả. Và lúc đấy là có nói với anh Sơn là em rất là mong muốn là được ở Việt Nam. Thế thì anh Sơn đồng ý ngay. Khi mà người Việt Nam về Việt Nam thì chắc là có lẽ là sẽ là hợp lý nhất. Và bố mẹ anh ý, khi mà biết là anh ý về Việt Nam thì bố mẹ anh ý cũng rất là vui. Thực ra là em kiểu suy nghĩ cho bố mẹ nhiều hơn. Tại vì em cấp 3 thì em đi sang nước khác để du học rồi, thì cũng cách xa bố mẹ rất là nhiều năm. Thì sau tốt nghiệp thì em cũng muốn về nước để ở cạnh với bố mẹ nhiều hơn, để mấy năm nữa. Thì sau đó thì ông ý bảo là sang Việt Nam ở cùng em. Nhưng mà có một điều cũng là ông ý cũng là kiểu mù con ở nhà. Con một thì mình thì có em gái, em trai nữa. Thì mình nghĩ là mình có thể hy sinh về cái điều này thì mình sẽ đi sang Việt Nam. Nhưng mà cũng có thể sau dịch thì mình có thể về Trung Quốc ở 1 năm, 2 năm xong rồi quay lại đây thì cũng có thể. Lúc đầu khi mà mình đề nghị, chị đề nghị với cả anh Sơn là sẽ đi về Việt Nam thì chị cũng cảm thấy là rất là lo lắng về điều đó, bởi vì là một phần là anh ý đã lớn lên ở bên kia, và anh ý, cái tính cách của anh ý thực sự rất là giống người Nga nhiều hơn là người Việt Nam. Không biết là anh ý có thực sự thích cái cuộc sống ở Việt Nam hay không, hay là anh ý sẽ cuối cùng là anh ý sẽ thấy không cảm thấy phù hợp, và khi mà anh ý cảm thấy cuộc sống không phù hợp thì sau 10 năm anh ý sẽ quay ra trách mình là bởi vì là mình là người thuyết phục anh ý sang Việt Nam thì anh ý không được hạnh phúc hay thế nào đấy. Mình rất là lo lắng về điều đấy. Em cũng hay nói là nếu mà anh quyết định ở Việt Nam anh không được trách em, anh không có tương lai anh hỏng hay là thế này thế kia. Bởi vì em luôn luôn nói với em, nói với vợ ấy là vợ ơi, bây giờ là anh lại có cái job này, có cái công ty kia lại mời về rồi như thế nào, chỉ là nói với nhau thôi. Khi vợ cũng giận, nó bảo là thế anh đi về đi, thực ra là em cũng không sao đâu mà, nhưng nghe giọng có vẻ không sao thì vẫn có sao, nên là em đang bảo là thế thì em bảo vợ là cái quyết định của anh từ trước đến nay, kể cả việc sang Việt Nam học hay là tất cả mọi thứ, mình đã quyết định không ai bắt ép anh làm được việc gì hết nếu anh không muốn làm. Thế thì vợ anh cũng bảo là chốt nhá, là em theo anh hết, còn đây là theo sự lựa chọn của anh, và ok như thế là ok rồi, tuyệt vời rồi. Thì mình muốn hỏi một chút khó khăn khi mà các bạn trong phải gia đình. Trong cuộc sống với người ấy, trong tình yêu. Ban đầu mình cảm thấy rất là lo lắng khi anh ấy ở đấy thì anh sẽ cô đơn và không có bạn bè. Thế nhưng mà anh ấy luôn nói với mình là em cũng là bạn của anh, nên em có thể lấp đầy tất cả cái sự trống đó và không cần một ai cả nữa. Đó. Thế nên là dần dần mình cũng cảm thấy yên tâm, và gần đây anh ấy cũng có kiểu thêm bạn bè thì mình cũng thấy rất là vui. Chứ ban đầu mình cảm thấy rất là lo lắng về điều đó. Thôi. Thế là em thấy là một hai người rất mình hiểu nhau đúng không chị? Mình ở với nhau mình cảm thấy hạnh phúc đúng không? Mình hiểu nhau thật sự luôn. Mình không biết chắc Su cũng như thế không? Đối với mình thì vấn đề khó khăn mà mình gặp phải là hai gia đình của mình không phải là hai gia đình có tài chính gì cả. Tức là hai vợ chồng của mình bắt đầu xây dựng với nhau xong đại học ấy, là hai người tự thúc đẩy là ok bây giờ mình học đại học rồi thì bây giờ mình phải học cao hơn để mọi người có thể không khinh thường mình. Cả hai vợ chồng đều học tiếp và lên thạc sĩ là tự túc học và không có ai hỗ trợ mình hết cả. Nên là đôi khi là rất là nhiều vấn đề khó khăn mà có thể là mọi người không biết đến đâu. Như là chuyện bên trong của gia đình ấy, tức là em là người nước ngoài rồi. Em đôi khi em đi
ở phòng trọ với người yêu thì cũng bị công an tìm hay là gì đó rất nhiều lý do, hay là bây giờ cũng sau khi ở với nhau rồi thì không có tiền nhà tiền cửa, nhưng mà em không có như người khác là có thể đến đây là mình hoành tráng, có vợ người Việt hay là có chồng người Việt giàu có. Bọn em là bắt đầu từ cái khó khăn nhất, nên là bọn em rất là hiểu nhau. Tức là bây giờ kể cả kiếp này, kể cả tức là mình không lấy người này thì em cũng không lấy ai nữa, em đang nói như thế. Tự nhiên mình nói mình cũng rất là cảm giác như là xúc động. Thì là đôi khi mình phải, em ơi bây giờ mình không có tiền, bây giờ làm sao để đóng tiền trả nhà có cô chủ nhà. Nhiều người bảo là người nước ngoài rất nhiều tiền, mà đôi khi cũng không phải. Tức là đôi khi em với vợ cũng phải đi trốn ở Hồ Tây để chủ nhà đi ngủ, và cho đến chủ nhà ngủ thì mình mới về nhà ôm nhau ngủ. Thôi rất là mệt, bây giờ mình ăn gì em. Cho đến lúc mà mình không có gì ăn ấy, tức là không có gì ăn luôn, thì mình cũng không sao. Hai người tự nói với nhau là mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, và mình sẽ ở với nhau kể cả anh ở Lào em cũng đi theo. Cho đến ngày hôm nay em có nhà hàng, em có quán, em có công việc ổn định. Thì mình nghĩ lại hồi xưa mình đã cố gắng hết sức rồi ở đây, và mình sẽ cố gắng tiếp tục ở nhau. Về văn hóa được cái là, tức là anh Sơn là người Việt Nam và sinh ra và lớn lên ở bên Nga, còn chị là người Nga sinh ra, không phải sinh ra, lớn lên, coi như là lớn lên ở Việt Nam. Chính vì thế chắc là mới không có mâu thuẫn về văn hóa, bởi vì là cả hai đều hiểu được cả hai văn hóa. Người Việt Nam không ăn cay, còn riêng em thì em rất thích ăn cay chẳng hạn. Thì đôi khi là em nấu cơm lên, vợ lại không ăn, mình cũng rất là buồn, vì là mình đã không ngủ dậy từ sáng sớm để đi nấu cơm cho vợ, nhưng vợ lại bảo em không ăn cay. Anh đã nấu nồi rất to để em có thể ăn cháo giúp anh được không? Em không ăn cay. Cuối cùng là vợ không ăn cay, bắt ăn một tí, xong rồi mình cảm thấy là mình buồn đấy. Đấy là điều đầu tiên, vì không ăn, ăn không hợp nhau. Cái thứ hai là vì ví dụ như là văn hóa tắm sáng chẳng hạn. Nhưng mà em là thường là thích tắm sáng nữa, tắm tối nữa. Nên là em hay bắt vợ lúc ngủ dậy sớm để đi tắm. Vợ thì bảo là tắm làm gì, buổi sáng đang tắm ngủ. Tắm làm gì, buổi sáng đang ngủ, đang lạnh. Có nước nóng mà, không tắm, không được. Em ngủ với anh ở đây, em phải đi tắm. Đây là về vấn đề là sau cuối cùng tranh luận với nhau rất là nhiều. Sau cuối cùng vợ cũng bảo được rồi, em sẽ hy sinh, em sẽ đi tắm buổi sáng cho anh. Và bây giờ vợ cũng đã gọi là hòa nhập với nhau và cũng đã đồng ý là ok với việc buổi sáng em sẽ đi tắm. Và em hay bắt vợ ăn sáng và tắm sáng. Em cũng nghĩ là sẽ tốt cho vợ thôi, bởi vì là tắm buổi sáng nó rất là trông tươi, trông tỉnh. Trông tươi. Trông tươi, trông tỉnh. Nên là em giác như kiểu là ok, bây giờ vợ cũng làm theo mình. Và đấy là một cái khó khăn. Ừ. Còn số của em thì lúc mình kiểu trước khi cưới nhau thì khó, tại vì thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài thì rất là phức tạp. Với lại thì đương nhiên sau ở cùng với nhau thì rất là có nhiều văn hóa khác. Với lại ông ý có kiểu thói quen thích tắm sáng như ai thích tắm sáng. Chồng em thích tắm sáng, nhưng mà em bắt em đi không, tắm sáng nhưng mà ông ấy không bắt em tắm sáng. Thì hai người sẽ tìm cái balance của mình, thì ông ấy tắm sáng thì mình tắm sáng, thì mình tắm tối thì ông ấy cũng không sao. Nhưng mà có một điều là mình ở đây cũng được tầm 3 năm rồi, nhưng mà ở đây chưa có việc gì, thì mình cũng muốn làm một cái kinh doanh gì đó để mình có thể ổn định cuộc sống ở đây. Thì có một cái việc gì làm thì đỡ phải ở nhà suốt ngày, không có gì, không có bạn bè, cũng tiếp xúc ít người. Thì dần dần mình tìm cái quán bây giờ của mình cũng là do kiểu sự giúp đỡ của chồng. Thì bây giờ thì mới bắt đầu phát triển nhiều hơn. Các bạn có thể chia sẻ một chút về những cái nỗi lo lắng hay là những cái ấn tượng gì đó của các bạn về gia đình của người ấy không? Thì có chuyện gì à? Không, tại vì bố mẹ chồng chị hay xem kênh này. Con chào bố mẹ. Thực ra chả lo lắng gì, nhưng mà tại vì là bố mẹ chồng của anh Sơn thì đang ở bên Belarus. Đấy là mình cũng chỉ được gặp bố mẹ chồng ít lần thôi khi mà cưới. Không phải là quá nhiều thời gian để có thể thực sự hiểu được nhau. Thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa, mình vẫn thấy là bố mẹ chồng của mình thì rất là tốt này, rất là hiền này. Và mình thực sự rất là may mắn khi có bố mẹ chồng như vậy. Đấy là mình nói thật nhá, không phải là vì bố mẹ chồng mình đang xem ở đây đâu. Mình thực sự nghĩ như vậy. Ngoài ra thì gia đình của anh Sơn còn có cả em trai nữa. Và em trai cũng rất là hiền, rất là tốt. Nói chung là cả gia đình mình thực sự rất là may mắn khi gia đình anh ấy rất là tốt như vậy. Thực ra là lúc đầu em hơi lo, nhưng mà lúc gặp mẹ của chồng mình, bây giờ gọi là mẹ rồi, đối với mình sẽ rất là như con cái của mình luôn. Mẹ nhớ con thích ăn hoa quả gì thì cũng hay mua hoa quả đấy.
tiền bạc gì thì mẹ cũng lúc nào cũng rất là hỗ trợ. Và mình với chồng mình có vấn đề gì thì em cũng mình cũng hay nói chuyện với mẹ, tại vì mẹ cũng nói được tiếng Trung thì nói có gì thì mình giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Trung có thể hiểu nhau nhiều hơn. Lúc mà có cãi nhau gì đấy thì em cũng hay đi tìm mẹ. Đi tìm mẹ chồng. Vợ em bây giờ này mới bảo là bây giờ mời anh về chơi Tết nhà em một năm. Đây là coi như lần cuối, bởi vì em chia tay nhau rất là nhiều lần vì một lý do nào đó. Coi như là lần cuối, anh đi chơi với em ở Đà Lạt được không? Tức là đi về gia đình em chơi. Nếu mà anh cảm thấy không thích nữa thì lần này lần cuối mình sẽ được đi với nhau. Bởi vì em đang nghĩ là mọi người cũng sẽ gọi là kỳ thị mình hay không này, hay là sẽ đồng ý cho vợ, cho con cái mình, cháu con cháu mình được lấy người nước ngoài hay không. Nên là em rất là lo sợ. Nhưng mà cho đến khi em đến đó, và kênh này cũng có từ lúc mà lên các tập trước thì có những họ hàng bên nhà vợ cũng xem rất là nhiều, sẽ bảo là cho đến kênh này, nếu mà mọi người đang xem vào đây nhá, em đang nói thật luôn là mọi người đang ở nhà vợ em rất là tuyệt vời luôn, tức là rất là gần gũi. Cho nên là em cảm thấy là vì lý do là họ hàng tốt, vì gia đình tốt nên em quyết định là lấy vợ này. Em cưới là em cưới vào đợt Covid, gia đình của em không có ai sang đây được, thế là em chỉ nhờ người thân người quen, đây có 4-5 người thôi, em tự quyết định cưới. Và mẹ vợ là người lo hết tất cả mọi thứ cho. Mọi người bảo là anh này sướng đấy, mẹ vợ lo cho hết tất cả mọi thứ. Đám cưới phải có những cái gì và phải làm sao sao để nó ra cái đám cưới. Còn mẹ em bảo là con không phải lo, con chỉ chụp ảnh cưới đi, xong rồi đi mua nhẫn cưới đi, xong còn lại là mẹ lo hết các thủ tục. Con chỉ đến đây thôi, và kể cả đội bia cháp em cũng không biết là bà đám cưới phải có bia cháp. Nếu không có mẹ vợ bây giờ chắc là bọn em cũng không có gia đình nhỏ này bây giờ đâu. Mình cũng rất là cảm ơn gia đình nhà vợ. Người Việt Nam người ta có câu đó là yêu nhau yêu cả đường đi. Thế thì đối với các bạn thì các bạn yêu những cái điều gì trên cái con đường đó? Nếu mà em đặt câu hỏi đó cho anh Sơn ấy thì chị nghĩ là anh Sơn sẽ trả lời gì á? Khi mà anh Sơn về thì anh thấy là cuộc sống ở Việt Nam rất là tốt này, thậm chí là kể cả bạn bè của anh ấy khi mà nhìn thấy anh sang Việt Nam thì cảm thấy là cuộc sống của Việt Nam của anh ấy kiểu rất là hoàn hảo ấy, và thậm chí là nhiều khi nhắn tin cho anh ấy bảo là ô cuộc sống của kiểu của anh Sơn tốt thế à, kiểu hạnh phúc thế à. Còn cái điều gì mà anh ấy yêu ở Việt Nam vì yêu chị mình thì mình cũng không biết luôn. Tại vì là anh ấy cũng là người Việt Nam thì anh ấy sẵn có tình yêu riêng dành cho Việt Nam, chắc là cũng không cần mình phải chỉ cho anh ấy hoặc là lý do để yêu đất nước Việt Nam, bởi vì đấy là quê hương của anh ấy và cũng là quê hương của mình. Còn mình thì sau khi mình yêu vợ thì mình cũng gọi là phát hiện ra một số thứ nữa. Mình tiếp xúc với người Việt Nam nhiều, xong rồi cùng nhiều người cũng nói tốt về người Lào. Em quyết định đúng đắn khi em ở đây, em càng yêu thích đất nước Việt Nam và con người Việt Nam nhiều hơn. Vì vậy em quyết định ở Việt Nam để em có thể xây dựng lên nền tảng mới, cách nhìn mới, góc nhìn mới dành đối với người Lào. Xem là bây giờ tôi là người Lào đây và tôi đã lấy vợ Việt Nam và tôi đã sinh sống rất tốt và người Việt Nam rất là nice, rất là cởi mở để chào đón chúng tôi. Tôi muốn xóa đi cái tưởng tượng cũ ngày xưa của thanh niên Lào, hay là kể cả người Lào thế hệ trước, họ không ghét mình đâu và họ rất thích. Nên là tôi đang muốn gọi là làm một cái loa đài rất là to, đang nói đến cho mọi người nghe là người Việt Nam sẽ không như các bạn nghĩ. Và đây là điều mình cảm nhận được. Và mình không phải là ngồi viết kịch bản nói hay nói đẹp cho các bạn nghe. Thì ngoài ra chồng mình thì lúc đầu mình sang đây cũng hơi lo với người Việt Nam. Nhưng mà ở đến đây tầm 3 năm rồi thì phần lớn cái bạn mình gặp thì toàn là người rất là tốt và giúp đỡ mình rất là nhiều. Lúc đầu thì mình vào một cái lớp học tiếng Việt thì trong đấy mình gặp rất là nhiều bạn bè, đến bây giờ vẫn là kiểu bạn thân, kiểu bestie của mình. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình vẫn sẽ gặp những người không thích người Trung lắm, ví dụ lúc trên taxi hoặc là gì mình sẽ gặp, người ta sẽ nói là à em là người đầu à, người tàu. Lúc đầu thì em không hiểu, em tưởng người tàu là người Trung Quốc, có một từ kiểu gọi khác. Nhưng mà sau đó thì em hỏi bạn dạy tiếng Trung, bạn ấy bảo là người tàu thực ra là hơi không tốt lắm nếu mà nói với người Trung. Nhưng mà phần lớn bạn bè gặp rất là ok, rất là open với người Trung Quốc. Và em cũng muốn kiểu nếu mà các bạn đang theo dõi mình thì muốn các bạn thay đổi cái ý thức, kiểu cái ý tưởng của người Trung Quốc là như thế nào. Ví dụ người Trung Quốc là người toàn rất là khó tính hoặc là không thích người Việt hay là gì. Nhưng mà em nghĩ
mọi người không nên suy nghĩ thế, tại vì chỗ nào cũng có người tốt và người xấu. Kể cho tất cả mọi người nghe đây, mình cảm giác như kiểu sao mình giỏi thế, vượt qua hết tất cả mọi khó khăn luôn. Không biết Su có cảm thấy như thế không? Mình cảm thấy mình rất là giỏi luôn, mình vượt qua rất nhiều khó khăn luôn để mình yêu được nhau, chứ không phải là tự nhiên tự dưng yêu nhau. Đúng rồi. Đúng không? Em cảm thấy cái gì cũng có duyên. Bọn anh thì gặp nhau ở nước ngoài, thì ở nước khác, nhưng mà cuối cùng thì mình lại theo chồng về Việt Nam, thì cũng là một cái duyên, một cái số trong cuộc sống mình. Thì bây giờ mình ở Việt Nam rồi thì mình sẽ làm nguy nhất có thể của mình sự cuộc sống ở đây, cũng không cần lo lắng nhiều quá về tương lai sẽ như thế nào. Chỉ cần có chồng bên mình, có người yêu bên mình thì là an toàn nhất có thể. À, rất là vui. Không, thiếu người để ăn cơm chó. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn có thể comment ở dưới về cảm xúc của các bạn khi xem cái chiếc video này, về cái câu chuyện của ví dụ của Phúc này, của Su này, hay là của mình. Nếu mà các bạn thực sự thích thì các bạn nhớ bấm like này, nhớ subscribe kênh này, nhớ chia sẻ và nhớ bấm chuông nữa nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye. Em yêu anh thì sẽ là 我爱你. Я люблю тебя. Khỏi hạt châu. Không nghĩ ra được cái tính từ để dùng cho cái mà chị muốn. Hiền lành, chăm chỉ, khỏe mạnh. Ôi trời ơi. Khỏe mạnh. Bởi vì anh thấy anh Sơn cũng trông rất khỏe. Trông khỏe ấy, chị cũng khỏe. Ví dụ chị đi tự xách đồ cho chị nè. Anh tốt bụng này, đáng yêu. Và thứ ba là bức tường che chắn. Nếu mà dùng ba tính từ để miêu tả người vợ của mình thì chắc là chăm chỉ, hiền lành và đáng yêu. Con Su? Đáng yêu, chăm chỉ. Ba rồi. Đáng yêu, chăm chỉ. Đáng yêu, chăm chỉ, đáng tin cậy. Ok. Đáng yêu, chăm chỉ, đáng tin cậy. Nhưng ba từ tính từ hơi ít. Bạn thấy cô có kể thêm nữa không? Không. Ôi, nhưng mà kể thì kể mãi.